chưa bắt đầu. Hello mọi người, xin lỗi mọi người. Trời ơi, thiệt đúng á, đúng là không nên khẩu nghiệp với bất cứ một ai. Má thằng chó chạy xe như cái lùn. Đừng có khẩu nghiệp với bất cứ một ai nha mọi người. Trời thiệt đúng á, tôi bị hết pin. Đây nè, tôi phải cắm cái cục này nè. Oh my god. Hello baby. Xin lỗi mọi người. Mọi người ơi, xin lỗi thiệt luôn á. Oh my god. Mà con Trang đừng nói tôi đấm mày bây giờ. Có nghiệp thiệt luôn á. Đợi một xíu nha quý vị ơi. Mọi người có thấy cái này của tôi không vậy? Mọi người có thấy cái chị của cái này của tôi không vậy? Chị Hiên kêu tôi á là live 5 phút thôi, nhưng mà tôi rất là tâm huyết. Tại vì tôi đâu có lạ tối, mà tôi đâu kiểm tra mẹ đâu. Để phát trực tiếp. Đâu rồi ta? Ok, 33 người, trời mọi người vô lẹ, vô dùm tôi một đường. 37 người, 38 người, 39 người. 5 mua đường ngay. Đừng để em flop, đừng để con flop. Con livestream mà con flop thì con buồn lắm. Ha ha. Mới lượn ở nhà mày xạo xạo tôi đá mày bây giờ. 44 40 mọi người ơi, tầm 50 thì mình sẽ bắt đầu dạy lại nha mọi người. Mai có kiểm tra vô kèm tao. Má tao mà kiểm tra tán mày là tao mày rất tốt nghiệp luôn rồi tao không. Mọi người ơi, vào đố mà viết luôn á, tôi được. Tôi đã nãy tôi kể rồi mọi người không có nghe tôi hết. Bình luận về ảnh như vậy đừng có bình luận gì hết á, rồi chết cha rồi. Một tí nữa ba má tôi mà thấy Facebook tôi cái gì sao mà nhiều người bình luận quá vậy. Cái ba má tôi à, không phải đâu, bạn tôi đó không phải tôi đâu. Trời buồn quá đi, cái này bạn thân tôi, best friend not me. Ok trời ơi mọi người, thiệt đúng mọi người, đừng có stalk Facebook tôi mà, thiệt đúng á. Trời cái lục ơi. Nói chung là ok, đã đông đông chưa? 43 người. 43 người rồi. Mọi người chờ thêm bao nhiêu người nữa ta? Tao không có cuộc sống đâu, tao nói chuyện bình thường mà. Tao 18 tuổi nha. Tao nói đừng, không phải tới đâu. Ok mọi người ơi, đã được 50 người chưa? 43 người. 44 người, còn 6 người thôi, thôi cố lên, 6 người thôi, Alice. 6 người, chúng tôi đen như con mọi luôn. Hôm bữa tôi lên Nha Trang á mọi người. Ê, tôi thích Nha Trang quá à. Ai có bạn nào ở Nha Trang không vậy? Nha Trang dễ thương quá à, ai cũng dễ thương hết á. Nhất là đồ ăn nữa, cái gì cũng ngon hết á. Ok, mình học lại nha. Rồi ok, chắc đủ đủ rồi đó, xin xin mà được rồi ha. Đợi rất lâu ở bên kia nữa. Đâu có đâu chú. Alo, đeo tài nghe vô đi. Chị ơi, bài cách học cho em, bài cách học ở 5 điểm với hả? Học xong sách giáo khoa nha. Em học thật sự luôn á, học sách giáo khoa đi. Dễ lắm. Chỉ cho nè. Đọc xong, đọc 2 lần dùm cái, đọc kỹ 2 lần. Xong đó lấy bút highlight. Bút nào cũng được. Highlight bút đỏ cũng được. Gạch ý quan trọng, gạch từ khóa. Học theo công thức 017, tức là sau khi học xong 1 tiếng, tức là học, ví dụ tôi học lúc 9 giờ, tôi học xong lúc 10 giờ đúng không? Cái tôi làm gì, tôi học gì kể, tới lúc tôi 11 giờ tôi phải review lại bài, tôi phải học lại xem là có mình nhớ bao nhiêu. Một là một ngày, tức là tôi học lúc xong lúc 10 giờ thì 10 giờ ngày mai tôi phải ôn lại thêm một lần nữa. 7 là một tuần thì tôi phải ôn lại nữa. Đó là 017 thì kiến thức sẽ trở thành long memory. Long memory nhỉ, đúng không ta? Em thấy khó quá, làm đề chưa lần nào được 5 điểm thì làm nhiều lên. Làm nhiều lên. Xong rồi nhưng mà làm á, đừng có làm xong rồi đọc cái câu trả lời kiểu cô, mình làm ví dụ nha, mình làm câu A nhưng mà có được câu B. Cái mình đọc câu B, hiểu rồi. Thật sự mình không có hiểu đâu. Mấy cậu phải nhìn, mấy cậu phải gạch đi, phải viết lại bằng tay, phải viết ra nhát nữa. Ai nói học sử không nhát, phải tập đá vào đầu luôn á, chứ không sử không có nhát. Kiểu vậy á mọi người. À hello, chào bạn. Rồi ok, mình sẽ dạy tiếp nha quý vị. Nãy tôi kể tới đâu rồi ta? Mọi người nhắc lại giùm mới được không? Hello chị Vũ, Huyền Vũ. Chị ơi, chắc em dạy hơi lố thời gian quá, nhưng mà không sao chị ơi, tại vì em cũng học lại bài á, nên là không sao.
Mình đang kể tới thử nghiệm Potsdam chưa ta? À rồi, đúng rồi, rồi. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, mọi người nhớ kỹ nha mọi người. Là tại sao tiêu diệt? Nó ảnh hưởng tới cái chung là những cái sự kiện lịch sử á, nó luôn là một cái dãy gì nè, nó luôn là một cái timeline. Mà đã là thời gian á thì không bao giờ dừng lại, nó sẽ tiếp diễn tiếp diễn. Tức là ở chỗ này thì nó xảy ra việc này thì ở chỗ khác nó cũng xảy ra việc khác. Có điều mình học lịch sử Việt Nam với thế giới thời kỳ này á, thì hai cái nó sẽ ảnh hưởng tới nhau, ảnh hưởng tới nhau, ảnh hưởng tới nhau. Ví dụ là lúc mà Liên Xô đi đường quyền á, đi đường quyền với Nhật năm tháng ngày 8 tháng 8 năm 45, thì nó sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam, dẫn tới nhờ đó mà Việt Nam có một cái Việt Nam nó có cái cách mạng tháng 8 với mọi người, đó là cái cơ hội nhân có một là nhờ cái này nè đó, thấy ghê không? Rồi ví dụ nha Việt Nam nè, ví dụ nha Việt Nam nha, Việt Nam cái gì ta, cái chiến thắng nào, rồi, xin lỗi mọi người tôi bị lát quá, chiến thắng nào mà chiến thắng nào mà khiến cho 17 nước châu Phi đứng lên đó ta, tức là cái ảnh hưởng của chiến thắng, để tôi nhớ lại nha. Cái một cái chiến thắng của Việt Nam, tôi không nhớ là cái tháng 8 hay là Điện Biên Phủ hay là cái gì nữa, để tôi kiếm cho. Đã tạo kiểu như động lực để cho 17 nước châu Phi đứng lên giành độc lập, tạo ra năm châu Phi á, đó nhớ không? Thì tất cả đều có những cái sự liên kết với nhau, dù lớn dù nhỏ đều có sự liên kết với nhau. Đó mọi người hiểu đó. Liên Anh gì tất người ta xong rồi rồi ok nha. Nên là các bạn tất cả các học dạy cho mấy cậu chậm quá không mấy cậu, nhưng mà nên là mấy cậu học chắc chắn như tới vui nha. Rồi thì kết thúc chiến tranh phát xít Liên Xô tham gia, nhớ nha, Liên Xô tham gia chống Nhật khi chiến tranh kết thúc nha. Sau đó nè, sau khi mà Liên Xô tham gia chống Nhật xong rồi, quyết định thành lập một cái tổ chức để nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Lúc mà chiến tranh thế giới thứ nhất á, chiến tranh không phải bắt thai đâu, 17 nước á, tớ còn bữa tớ có đọc một lần bên thầy Hưởng, tớ quên rồi, tớ quên nước nào rồi, để gì tớ kiếm lại. Tớ không, nói chung là ảnh hưởng, ý là tạo động lực thôi chứ cũng không phải là nhờ vậy. Tớ mới nói gì nhiều, thành lập gì ta, trời ở xíu nha. À năm chiến thứ nhất á, thì nó cũng có thành lập một cái hội gọi là Hội Quốc Liên. Nhưng mà cái Hội Quốc Liên này nè, các cậu nếu mà nó có cho các học so sánh thì cũng phải biết là Hội Quốc Liên này nó chỉ bảo vệ quyền lợi cho các nước thắng trận. Ừ đúng rồi, Điện Biên Phủ, cảm ơn Linh nhiều nha. Tớ nào hết tự tớ quên, chắc có sẵn. Hội Quốc Liên nó chỉ đảm bảo cho các nước thắng trận thôi, tức là nó chỉ nhưng mà nó đảm bảo cho các nước thắng trận nhưng mà nó cũng không có thỏa đáng nữa, tức là nó là một cái bản giống như là hồi mình. Ừ, tôi cũng không, tôi mà tôi không nhớ cái nào hết. Ừ, để nước là năm 1960 thì chắc là cái thời kỳ nào đó. Tại vì tôi kiếm cho, tại vì tôi nói lại. Hữu Liên thì nó đảm bảo cho các nước mà thắng à. Nhưng mà nó đảm bảo cũng không ra hồn ra vía nữa, giống giống như là Internet Explorer nó quá cũ rồi thì bây giờ mình phải update lên đúng không? Update lên cái gì? Update lên Hội Liên Hiệp Quốc, xin lỗi mọi người. Liên Hiệp Quốc, nó update là Liên Hợp Quốc. À Liên Hợp Quốc là Liên Hợp Quốc có điểm gì khác so với Hội Quốc Liên? Nếu mà Hội Quốc Liên hồi xưa á, nó chỉ bảo vệ quyền lợi cho các nước, rồi tí con sẽ like nhiều cái chú, bảo vệ thắng trận thì Hội Liên Hợp Quốc nó sẽ bảo vệ cho, là nó có mục đích cao cả hơn, đó là bảo vệ gì, giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới. Đó là cái gì cậu, từ từ tớ chị kiếm khi nào nói lại. À chú vùng kiếm là sao cậu, tớ có chưa chơi kiếm đâu. Liên hiệp hay liên hợp hả? Tớ nghĩ tớ có từ hợp là từ ô hợp hay gì á chứ không. Liên hiệp quốc hay liên hợp quốc ta, liên hiệp mẹ, liên, ủa liên hiệp hay liên hợp ta, chết mẹ, không học bao nhiêu năm không biết liên hiệp hay liên hợp. Liên Liên Hiệp Quốc. Ồ, ủa vậy là Liên Hợp Quốc hay Liên Hợp Quốc ta? Trời, Liên Hợp Quốc, vinh danh Việt Nam, Liên Hợp Quốc. Đợi xíu nha mọi người, tôi phải Liên Hiệp Hiệp nha bà. Trời ơi, nghĩ sao mà tôi sai được. Trời ơi, Liên Hiệp Quốc, biết tại sao không? Liên Hiệp á, không, Liên Hiệp á,
Tại vì giống như là bên Mỹ á là gì tổng hợp hợp quốc cái gì Hoa Kỳ đúng không? Thiệt ra mình nó tên gốc là Hiệp quốc Hoa Kỳ, nhưng mà cái gì đó là Hiệp quốc Hoa Kỳ, nhưng mà mọi mình hay gọi nó là hợp với là ô hợp á, nên là hiệp mới đúng á. Ui hả? Ủa kỳ vậy hả? Tôi dùng dùng hiệp không mà, tại tôi thấy chữ hợp là hợp, nghĩa là ô hợp, tào lao tào hợp một đống vô á. Rồi biết rồi, xin lỗi, hiệp được chưa? Động cái gì đó, cái gì? Học cái gì kể với cậu mệt quá. Nói chung là Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc. Nói chung là giữ hòa bình và an ninh thế giới. Đúng không? Đó là cái điểm sáng, là điểm tiến bộ, điểm update, điểm được làm mới của cái hội nghị này. Đó. Đó là cái kia. Và nói chung là nó chỉ là cái mục đích thôi. Cái mục đích thứ hai là giữ phải tức là trật tự thế giới mới sau chiến tranh, tự thế giới mới nữa đó. Sau đó cái quyết định thứ ba mình đã kể thứ hai quyết định là một là kết thúc chiến tranh ở đất Đông Dương, tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít ở vào Nhật Bản, Liên Xô tham gia chống Nhật ở châu Á sau khi chiến tranh châu Âu kết thúc. Ba cường quốc thì lập ra Liên Hợp Quốc đúng không? Cái thứ ba là cái quyết định thứ ba chính là thỏa thuận việc đóng quân cả các nước để giải giáp quân đội phát xít, phân chia nè, đóng quân nè, nhìn nhà đóng đóng tớ đóng tớ, bùm 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 đóng cái băng tớ, đóng quân giải giáp, đóng quân giải giáp, oh oops 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 đóng quân giải giáp. Đóng quân, xin lỗi mọi người thiệt luôn á. Chị Hiên ơi, nếu mà chị Hiên có thấy em nói chuyện xàm xí quá thì chị Hiên cũng đừng chửi em nha. Em thấy ok. Đóng quân và giải giáp các nước quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng. Phân chia phạm vi ảnh hưởng. Đố các cậu biết nha, nước Việt mình là quân đội nước nào vô giải giáp, bạn nào trả lời đi. À, đố các cậu là quân nước Việt Nam mình là được quân đội vô giải giáp quân đội Nhật. Gợi ý nha, chữ 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 A đầu tiên. À, không chữ A không? Thôi kệ không. Đóng quân. Đố các cậu luôn á. Đúng rồi, phân chia phạm vi ảnh hưởng. Thì mọi người, đố mọi người biết là Việt Nam mình là nước nào tới. Đúng rồi, đó là Trung Quốc và Anh. Đúng rồi, và Phương Anh nó đúng rồi đó. Nên là nếu mà trong cái câu trắc nghiệm nha, mọi người có nhớ là trắc nghiệm là má nó thằng chó Thịnh. Đợi xíu cho mọi người. Má tao block nó nè. À, con chó này. Ủa, không phải đâu. Gì, Nhật sao mà lại Nhật được Khánh Cao ơi, Nhật sao mà được, Nhật nó bị thua chết mẹ nó, sao mà nó đòi giải giáp nó được, Nhật nó là không, nó là được, Nhật là nó là bị thua rồi, sao mà được chứ anh. Chỉ có Trung Hoa Dân Quốc với lại anh thôi, it's you đó đó. Nếu mà nó khỏi trách nhiệm là hai nước nào giải giáp quân đội Việt Nam mình á, lộn, quân đội Nhật ở Việt Nam mình, thì cái đó trả lời khoanh vô cho tới là Trung Hoa Dân Quốc và nước Anh nha, đừng quên nha, đừng có nhầm lẫn nha. Nhưng mà có một chuyện rất là bí mật, nói chung là học sử đâu phải đọc để ý câu từ nữa, đọc đọc nguyên văn cái câu sách giáo khoa là thỏa thuận việc đóng quân đúng không, tức là nó chỉ mới là thỏa thuận thôi, nhìn nè, nó không phải là quyết định chính thức, nó chỉ là thỏa thuận, tức là tôi chung là chỉ là lời cái thỏa thuận nó chứ chưa hẳn là triệt để. em là cái gì g em gì đó. Ôi không, thế là mất 0,2 điểm rồi. Thỏa thuận thì nó chỉ mới là thỏa thuận thôi, nhưng mà cuối cái nhờ cái thỏa thuận này là chưa giải quyết được triệt để, nên là mới có hội nghị Potsdam đó, mọi người thấy không, tất cả mọi thứ đều nó có kết hợp logic với nhau á. Potsdam là nhờ cái này nè, tức là cái, nên là hội nghị Potsdam là để làm gì, là để làm rõ hơn cái việc đóng quân ở nước nào đó. GM GM á mọi người.
GM là GM GM là nốt nhạc á, nốt nhạc đó, cái thỏa thuận nên mới phải có hội nghị Potsdam. Mọi người phải nhớ nha, hội nghị Potsdam nó sẽ giải quyết nhiều vấn đề hơn, nhiều chuyện hơn. Tiếp nè, rồi tất cả những cái ba quyết định này, nhắc lại một lần nó ba quyết định nha, em mới cậu nhắc lại cho tao ba quyết định đó đi, là ba quyết định gì? Thứ nhất là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Nhật và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, Liên Xô tham gia chống chiến chống Nhật sau khi chiến tranh thế giới châu sau khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu, ba cường quốc thống nhất thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc để giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới và trật tự thế giới sau chiến tranh, rồi thỏa thuận việc đóng quân tại các nước để giải quyết giải giải để giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á đó. Mọi người thấy không, là ba cái này, ba cái quyết định này để làm cái gì? Ba quyết định này nó đã khiến nó đã ba quyết định của hội nghị này đã trở thành trật tự thế giới, lộn 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 cái mỏ vô duyên, phân chia phạm vi là gì ông nội, đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới được thiết lập từ năm 45 tới năm 47. Ê nè nha, hôm bữa tôi lại tôi chỉ với một bạn học bài mà tôi tức ghê luôn á. 45 tới 47 là tức là nha, trật tự thế giới mới được thiết lập từ năm 1945 tới năm 1947, chứ không phải là nó thiết lập ngay tại trong hội nghị Yalta. Hội nghị Yalta chỉ là khuôn giúp nó trở thành khuôn khổ thôi, chứ nó không có thiết lập liền, hiểu không? Có nhiều bạn á ghi là từ ngày 11 tới ngày 4 ngày 11 tháng 2 năm 1945 là thiết lập hội nghị thế giới mới là sai nha, là phải 2 năm là 45 tới 47 mới đúng á. Tiếp trời mát cái điện thoại vô duyên, từ từ má cha hết hồn. Cô đừng nói như vậy một tí nữa, bạn nói vậy là tôi thích á, đừng nói vậy tôi thích á, đừng nói vậy tôi thích á, tôi nói thiệt tôi thích thiệt á. Tiếp nè, tiếp 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 mình học gì nữa ta? Sau khi đó cái cậu tớ sẽ tiếng tớ sẽ review lại một lần luôn nha, tức là hội nghị Anta nó có những cái này nè, đọc lại một lần nha, diễn ra tại đâu, diễn ra tại Yalta để làm gì, để giải quyết những vấn đề có trong giải quyết có vấn đề có trong chiến tranh thế giới thứ hai, đó là nhanh tới kết thúc chiến tranh châu Á Thái Bình Dương, tổ chức lại trật tự thế giới mới chiến tranh, phân chia khu vực ảnh hưởng. Rồi ba nước đó là ba nước nào? Anh, Mỹ, Liên Xô. Liên Xô chứ không phải Nga nha, ai Nga là coi chừng tớ, Liên Xô đó nha. Gồm Anh thì là Churchill, Mỹ là Roosevelt, còn là Stalin đó, ba ba ông này. Xong cái quyết định quan trọng nhất, cần thiết nhất, bản chất của vấn đề đó là phân chia phạm vi thế lực, giải quyết phân chia thành quả chiến tranh đó. Đó đó là cái bản chất của vấn đề của cái này. Quyết định là thứ nhất là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức. Tu độ tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, Liên Xô tham gia chống Nhật ở chiến tranh sau khi kết thúc ở châu Âu là ngày 8 tháng 8 năm 1945 nha mọi người, đừng quên nha mọi người. Nó có hỏi thì mình đã khắc ghi trong lòng là ngày 8 tháng 8, 8 tháng 8, 8 tháng 8 đó, 8 tháng 8. Chết rồi, mọi người follow tôi, đừng có follow tôi được không vậy, trời chết mẹ luôn á. Xong rồi ngày mai bạn trai tôi mà thấy nó lại hỏi tôi là tại sao hôm nay em lại cứ bla, tôi giấu nó bí mật này. Ôi không, cái nó đóng tôi quá à, không, nó không đóng tôi như là yeah. Tí nữa tôi mọi người coi hết stream tôi sẽ hát cho mọi người nghe một bài, tôi thề luôn tôi hát hay lắm á. Mọi người coi hết stream đi, mọi người học đi, xong rồi tôi sẽ hát cho mọi người nghe một bài, hoặc tôi sẽ giới thiệu mọi người một bài hát mà đảm bảo hay luôn. Ok. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Ối. Xong. Nhìn nè, tớ bây giờ sau khi mà tớ review xong một lượt, tớ sẽ đánh giá cái hội nghị nó có cái gì. Hội nghị này là nó đáp ứng được các quyền lợi của nhân dân các nước thắng trận.
đúng không? Nhưng mà nó cũng không có quá khắt khe, nặng nề đối với nhân dân cái nước chiến bại. Thiệt ra chiến tranh nào á thì cũng thiệt ra chiến tranh nó chỉ đem lại lợi ích cho cái những cái top đầu thôi, còn cái nhân dân á thì kiểu như tôi cảm thấy rất là tội nghiệp luôn á, nên là cái hội nghị anh ta này đã là một cái bản hòa ước thỏa đáng, ok, rất là ok rồi. Nhưng mà nó vẫn do các nước thắng trận thiết lập, nên là quyền lợi ích nó chủ yếu thuộc về cái nước thắng trận. Nhưng mà nó khác biệt so với Versailles Washington ở những cái điểm như này nè. Nó có tổ chức duy trì hòa bình an ninh thế giới, đó là tổ chức duy trì hòa bình và an ninh thế giới, là Liên Hiệp Quốc, là nó update hơn là cái khu quốc liên, đúng không? Có Liên Xô. Liên Xô là gì? Liên Xô bản chất Liên Xô là một nước xã hội chủ nghĩa, làm hậu thuẫn cho phong trào cách mạng thế giới. Mác yêu trang quá. Hậu thuẫn cho cách mạng thế giới, cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp đấu tranh hòa bình và tiến bộ, tức là nhờ Liên Xô mà nó không có bị tư bản hóa, nó không có bị kia, chung là nó đều giữa hai cái cực luôn á, cái hiểu không? Mỹ với Liên Xô, nhờ Mỹ với Liên Xô, nhờ có Liên Xô mà làm hậu thuẫn cho phong trào cách mạng đó. Thứ ba là cái việc mà bồi thường về chính trị, quân sự, lãnh thổ, chiến tranh thì nó đều thỏa đáng hơn, tức là bà thua thì bà phải bồi thường cho người ta, bà gây ra thì bà phải bồi thường. Nhưng mà cái bồi thường này á thì nó hợp lý hơn, nó thỏa đáng hơn, nó có tình người, nó có tình nhân ái hơn, đúng không? So với cái hệ thống Versailles Washington, hệ thống Versailles Washington quá là khắc với những nước bại trận đi, mà nó cũng không có thỏa đáng với những nước thắng trận nữa. Nên là tôi suy ra một điều nha, cái INTA này là một cái verse 2.0 nhưng mà xịn hơn, update nhiều, có tính nhân ái hơn là Versailles Washington đó. Đó, các cậu đã hiểu chưa? Các cậu một tí nữa các cậu về tớ sẽ hỏi các cậu, thì tớ sợ các cậu một số có trách nhiệm nha. Alo, trời, tớ học tiếng Anh, trời, tớ tự học được thôi, chứ tớ có một bạn rất là giỏi tiếng Anh luôn á, bạn Huy, tí nữa bạn Huy dạy cho các cậu. Tớ sẽ hỏi các cậu một số câu nha, các bạn đã sẵn sàng đi vô, tôi sẵn sàng. Thứ nhất là ba nước, ba cường quốc đã tham gia cái hội nghị cấp cao của INTA là ba cường quốc nào? A. Liên Xô, Mỹ, Anh. B. Nga, Mỹ, Anh. C. Liên Xô, Mỹ, Pháp, Anh. C. D. Liên Xô, Anh, Pháp. Ghi lại nha. Câu A nè: Liên Xô, Mỹ, Anh. B. Nga, Mỹ, Anh. C. Mỹ, Pháp, Anh, Liên Xô. D. Mỹ, Anh, Pháp. Rồi, các cậu chọn câu nào vậy ta? Ok, đúng rồi, câu đó là câu A. Tại vì sao là câu A, tôi đã nhắc lại 10, 10 tỷ lần cái phần đầu tiên rồi nha. Mà chọn sai một cách là thiệt luôn á, câu chừng á. Lên đường là đi ngủ hả anh? Nói chung là Liên Xô. Rồi, câu tiếp theo nè, hỏi tiếp nha. Đợi tôi xíu nha các cậu ơi. Rồi, ok. Hội nghị INTA được diễn ra vào ngày tháng năm nào? Hội nghị INTA được diễn ra vào ngày tháng năm nào? Mọi người nên ghi ra cho tớ đi. Hội nghị INTA được diễn ra vào ngày tháng năm nào, mọi người ghi ra câu trả lời nha. Bắt cái gì vậy? Đang chả hiểu. Hội nghị INTA mọi người trả lời đi, tớ đi. Là được diễn ra ngày tháng năm nào? Dương lịch. Không phải đâu, không phải đâu, không phải hết pin đâu, mà là tao bị lag á.
có bắt lại. Mọi người ơi, tiếp tục được chưa mọi người? Trời, chắc hôm nay tôi giảng hết cái phần Liên Hợp Quốc thôi nha. Lộn yên ta như Liên Hợp Quốc để tôi sẽ nói nhanh. Yên tâm, tôi sẽ nói nhanh để cậu đảm bảo kiến thức cho các cậu. Không thể nào để các cậu bị kia được. Rồi, tôi đã đánh giá xong nha. Mà kể cho mình nghe một chuyện là mất cầu vị. Ý là mọi thứ trên đời này á đều phải đến hồi kết thúc, đúng không? Thì hội nghị yên ta nó cũng phải đến hồi kết thúc. Đợi xíu nha, tôi xích cái này. Hội nghị INTA cũng phải đến hồi kết thúc. Nó phải đến hồi kết thúc nè. Đó là sự sụp đổ của hội nghị INTA. Đó, 40 năm hội nghị INTA cũng bị xói mòn đó. Chuyển qua đây cho các cậu vậy hết. Hơn 40 năm nè. Má cái vậy không, 40 năm thì hội nghị INTA cũng bị xói mòn. Đó, cậu thấy không, trên đời này á không có một cái gì mà nó tiếp diễn mãi mãi được hết á, ngoại trừ kiến thức các cậu. Đối với tớ là vậy á, không thấy giấy đâu nè, thấy chưa, gì trời. 40 năm hội nghị, cái trật tự hai cực, cái quên xin lỗi nha, tớ bị nhầm lẫn nhiều quá. Trật tự này tới bị xói mòn, đúng rồi, đúng luôn. Anh Khánh ca nó đúng quá, chuyển từ lưỡng cực, không có đơn cực. Cái gì đơn cực, sao mà đơn cực được, đá như bây giờ. Lên đơn cực không ta? Để tí xem, đọc tiếp đi. Nè, đầu tiên mở màn là năm 1949 nè. Cách thắng lợi của cách mạng Trung Quốc đập tan âm mưu của Mỹ khống chế Trung Quốc, đúng không? Với lại Liên Xô buộc phải bỏ những cái quyền lợi đặc quyền của vùng Đông Bắc Trung Quốc, đập tan âm mưu luôn, ghê không? Trời, đúng rồi. À, mình phải thừa nhận là Trung Quốc rất là giỏi luôn á. Đập thôi, đừng có đi được. Đúng rồi, thấy chưa? Đúng đó, một đơn cực chỉ là ước mơ thôi. Ước mơ làm bá chủ thế giới, còn mẹ ảo tưởng. Không phải đâu, nó chỉ có đơn cực, hai cực tan rã thôi. Chứ nó sau này sẽ thành xu hướng toàn cầu mà, đâu sao có một cực đâu anh. Một cái đúng chính là Trung Quốc nè, cách mạng Trung Quốc thắng lợi nè. Thắng lợi nè. Xong rồi, Mỹ không khống chế được Liên Xô. Không khống chế được Trung Quốc. Còn Liên Xô là những cái đặc quyền ở vùng Đông Bắc á, bỏ luôn. Đặc quyền á. Nhưng mà ý là có đặc quyền á của cũng bỏ luôn rồi nha. Sự lớn mạnh của các kinh tế tư bản phương Tây, đặc biệt là sự ra đời của khối thị trường Trung EEC là khối thị trường Trung châu Âu, làm suy giảm vị trí, cái ảnh hưởng của Mỹ ở Tây Âu. Biết tại sao không? Hai cái thằng này đánh nhau, Mỹ với lại Liên Xô đánh nhau, đánh cho cố vô, đánh cho ọc máu ra, lấy cái gì, để được cái gì, để tạo điều kiện cho cái này nó phát triển, để kinh tế nó phát triển. Bây giờ là quan trọng là tiền thôi đó, là kinh tế phát triển EAC đó, là nên là bắt đầu sự phát triển này làm cho tụi nó bị kiểu đánh nhau đã, xong mà kiểu ngư ông đắc lợi vậy á. Đây là đó, nên là đánh nhau cho đã vô, xong mà thấy trời chết, là thằng này nó lớn quá, giờ sao ta. Thì lúc mà nhận ra thì mình đã bị thụt lùi rồi, mình đã bị nhỏ lại bớt rồi. Đó là sự phát triển của tư bản châu Âu nha, khối thị trường chung EAC nha, quan trọng lắm nha. Cái đầu đá. Cái đầu chỉ có chất xám, quá chất lượng các bạn ơi. Tôi vẽ cái đầu chất xám nha mọi người. Chất xám đó là tôi, it's me. Tiếp nè, một tí nữa mọi người nghe tớ giảng hơn một tí nữa, tớ sẽ gửi cho các cậu tất cả các file mà tớ sẽ nói hồi sáng nãy tới giờ. Chứ tớ không, tớ quan trọng đó, đối với tớ như học sử thì cần trước nhất là cần mình phải nghe giảng để mình tiếp thu được cái đó vào đầu, thay vì chăm chăm viết bài hoặc là chăm chăm đọc tài liệu thì không thể nào mà học thì học được, nhưng mình nó rất là lâu hơn. Nên là các cậu cứ yên tâm đi, thì tớ sẽ dạy cho các cậu, giảng các cậu xong phần này thông, tí nữa tớ sẽ gửi các cậu tài liệu để các cậu tự về tự nghiên cứu, tự hóa là cái này hóa là cái kia, chứ tớ không bắt các cậu chép bài đâu. Tớ cũng chẳng hết chép bài nữa, trong lớp cuộc bí mật là tớ chả chép bài mẹ gì hết á đó. Kể tới đâu rồi ta? Cái khối thị trường chung châu Âu phát triển làm cái vị thế của Mỹ Liên Xô bị giảm sút nè, đó chưa? Không phải
phạm vi ảnh hưởng, quên, rồi sự phát triển thần kỳ của kinh tế Nhật Bản, rồi đúng không? Nhật Bản là một cái quốc gia rất là thần kỳ luôn á, tôi cảm thấy rất là khâm phục đất nước này. Tớ không có xóa like đâu, tớ sẽ post lên hết, yên tâm. Nhật Bản là một quốc gia rất là thần kỳ. Lúc mà trong những chung là nè, Nhật Bản phát triển lên, thấy không? Phát triển quá trời, phát triển thành trung tâm kinh tế chính của thế giới luôn, thấy không? Trong lúc mà hai cái nước này đánh nhau làm cái gì, đánh làm cái gì, thấy chưa? Đừng có tập trung vô mà sân si, sân hận làm cái gì để cho người ta phát triển. Trong lúc mà mình đánh nhau cãi cọ thì người ta đã phát triển đến tới nhường nào rồi? Đó, chưa, nhờ EAC phát triển nè, Nhật Bản phát triển nè, nè đó, thấy không? Hai cái này thành đối thủ siêu nguy hiểm của Mỹ với Liên Xô. À không, đối thủ siêu nguy hiểm của Mỹ, tại vì xong tiếp tục những nước lớn quan trọng, nước nhỏ cũng cũng vậy nữa. Nước nhỏ là những cái phong trào giải phóng dân tộc nè ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin đã làm thay đổi bộ mặt của khu vực. Tức là trong lúc tụi nó đánh nhau để làm cái gì á, thì những cái nước này đã giành độc lập nè, giành những cái thắng những cái phong trào cách mạng, đúng không? Thì cái phạm vi ảnh hưởng của Mỹ với lại cũng bị biến mất đó. Xong thì đó là những cái mà nó thở nó có chuyện nổi luôn á. Đó là những cái thứ làm xói mòn. Rồi tiếp tục nha, từ năm 88 tới năm 90, tức là sau 40 năm á, thì nó bị xói mòn. Mới là xói mòn thôi nha, để nó tan vỡ, nó banh chành tà lành á, phải tới năm từ 88 tới 91. Đó là biến động to lớn của Đông Âu với Liên Xô. Đố các bạn là biến động gì? Đố các bạn bị biến động gì luôn? Đây nè, cái thời gian này nha, Liên Xô phải toàn thế giới vấp vào một cái cuộc khủng hoảng kinh tế, năng lượng thế giới. Các nước tư bản chủ nghĩa như là Mỹ và các nước Tây Âu á, thì nó tuy nó có bị khủng hoảng nhưng mà nó có thể nó lật lại được, nó sống lại được. Nhưng mà cái nước này á, thì nó không, nó bị bùng phát, nó chết luôn vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Và những cái bài 2, bài 3 tôi sẽ nói cho cậu nghe rõ hơn. Nói chung là khoảng thời gian này nó bị khủng hoảng giận rồi, từ đó nha dẫn tới cái sự tan rã của cái liên cái nước xô, Liên Xô, đúng rồi, khủng hoảng năng lượng thế giới năm 73, đúng rồi đó. Cậu nó từ khủng hoảng xong dẫn tới tan rã các tổ chức này, tại vì nhiều vấn đề khác nhau, nói chung là nó bị tan rã đi. Thì nên là khi mà nó bị như vậy rồi á, thì cái khối liên minh chính trị hiệp ước Warsaw kết thúc, liên minh kinh tế hội SSIV kết thúc, Warsaw kết thúc, đúng không? Nói chung là hai cái tổ chức là trên đời này quan trọng nhất là phải có kinh tế là sức mạnh, lộn, kinh tế là tiền, chính trị là sức mạnh đóng cho người ta được. Mà hai này nó bị kết thúc rồi, suy ra thế hai cực bị tan vỡ, tan rã, vỡ, tan vỡ. Thì Liên Xô coi như đã chết, Liên Xô coi như là nó chết rồi, đúng không? Nhưng mà Mỹ nó cũng không có phải là sống hạnh phúc gì đâu. Mỹ nó bị cái vị thế của nó bị suy giảm so với Tây Âu và Nhật Bản, tức là một đứa chết đứa bị thương vậy á, kiểu vậy á. Ừ, khủng hoảng năng lượng thế giới đó, 73, một đứa chết một đứa bị thương, hai cái này nên là dẫn tới nên là rồi nó nhờ vì những cái chuyện này nè, nó rút ra khỏi khu vực quan trọng trên thế giới, phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô bị mất hết, phạm vi ảnh hưởng của Mỹ bị thu hẹp. Đơn giản thôi, cậu mất không còn tiền, không còn sức mạnh thì cậu sẽ bị đá ra khỏi cái khu vực ảnh hưởng của mình đó. Rồi những cái nước như là Tây Âu, Nhật Bản phát triển lên, phát triển mạnh hơn, trở thành một cái trở thành những cái nước, những cái mối lo ngại cho cái nước thắng trận đó. Đó, rút ra bài học thì đừng sân si thân, đừng có sân hận, đừng có đánh lộn lạo gì hết. Nói chung là cứ sống phát triển là được. Đó là cái cậu đã hiểu chưa? Hiểu chưa vậy? Corona không phát triển ở giai đoạn đó. Ôi dồi, sao mà đừng corona được phát triển, đừng có trong giai đoạn nào hết á, ác độc lắm. Lúc đó mình nước mình tiếc nha mọi người. Nên là
À không, xin lỗi, 40 năm là vừa xói mòn vừa tan rã luôn á. Trời, tới nhầm quá. Thế là sau 40 năm nha, từ năm 1947 tới năm 40 năm là như ta, 4 tới năm 1988 chắc khoảng đó, ai biết, kệ nó đi. 88, 7, 88 á thì là trật tự bị xói mòn, tan rỡ, vỡ. Trật tự thế giới mới hình thành. Cái cậu tưởng là hai cực, đầu tiên yên ra là trật tự hai cực đúng không? Nhưng mà cậu nghĩ là mất một thì sẽ còn một không. Mất một sẽ có nhiều thằng lên. Đó là thằng Mỹ nè, thằng Nhật Bản, thằng Tây Âu nè, dẫn tới sự hình thành trật tự thế giới mới đa cực nha. Đa cực. Đa cực đây nè. Nghĩ không? Đó. Đó là tổng hợp của bài gì đó, quên rồi. Tổng hợp của bài hội nghị Genta. Bây giờ tôi sẽ review lại một lần hết nha, cho mọi người hiểu rõ hơn nha. Thứ nhất là hội nghị Genta này được bắt đầu lộn được diễn ra vào giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai, rõ hơn là ngày từ ngày 4 tới ngày 11 tháng 2 năm 1945, để giải quyết những cái vấn đề đã xuất hiện trong chiến tranh thế giới thứ hai. Thứ nhất là nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á Thái Bình Dương, tổ chức lại trật tự thế giới mới, phân chia khu vực ảnh hưởng, khu vực đóng quân. Mà bản chất của cái này á, là quyết định là phân chia khu vực ảnh hưởng, khu vực đóng quân. Bản chất nha, bản chất là phân chia, cái gì cũng phân chia hết. Rồi, hội nghị này diễn ra trong vòng 8 ngày, rất gay go, rất căng thẳng. Vì để phân chia phạm vi ảnh hưởng, phạm vi thế lực, những cái thành quả chiến tranh đó, thì người ta phải mất thời gian đúng không, là 8 ngày, là lý giải cho việc vì sao là phân chia thành quả nè, rất quan trọng nhất á. Những cái chuyện này nó đã, những cái quyết định của cái hội nghị này nó đã là tác động thế giới sau này, tác động tới Việt Nam sau này. Cái ba nước thống nhất, ba nước lớn thống nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa phương Việt Nhật Bản, Liên Xô tham gia chống Nhật ở châu Á sau khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu, nhưng mà phải được thừa hưởng thành quả. Đó là tháng ngày 8 tháng 8 năm 1945 nha mọi người. Là bắt đầu qua Liên Xô qua châu Âu nè, châu Á chứ quên, hỏi qua đi mọi người ơi. Mọi người tức, mọi người nghe rồi cũng nản lắm đúng không? Tí nữa tôi sẽ tổng hợp lại cho, không sao đâu. Thỏa thuận đóng quân ở các nước, phân chia phạm vi ảnh hưởng. Phân chia phạm vi ảnh hưởng á, tôi sẽ nói thêm nha. Đó là trong cái phần chữ in nghiêng màu xanh sách giáo khoa, nó sẽ có rõ, nhưng mà để tổng hợp lại tất cả là nước nào có công ở đâu thì sẽ được phân chia ở đó. Ok chưa? Có công ở đâu thì sẽ được phân chia ở đó. Đó là cái sự mà tổng quan nhất là về cái phân chia này, là có công ở đâu thì phân chia ở đó. Và cái thỏa thuận này á là tiền đề cho cái hội nghị Potsdam. Sau đó là những cái quyết định này đã giúp cho hội nghị Genta trở thành khuôn khổ trật tự thế giới mới, được thiết lập từ năm 45 tới năm 47, gọi là, còn hay được gọi là trật tự hai cực Genta. Cái thiệt ra cái trật tự hai cực Genta này nó cũng đã kết thúc rất là lâu rồi, năm 88 là nó kết thúc rồi đúng không? Nhưng mà cái ảnh hưởng của nó vẫn tới còn bây giờ á, mọi người biết không? Triều Tiên nè bị chia làm hai phần, Nam Hàn, Bắc Triều Tiên. Nam Hàn hồi đó là theo Mỹ, còn Bắc Triều Tiên á là theo Liên Xô, theo chủ nghĩa xã hội. Nam Hàn theo tư bản chủ nghĩa, được phân chia tại cái vĩ tuyến 38, bây giờ vẫn còn. Đó là cái hậu quả, nếu mà trong cái đề nó có hỏi là cái hậu quả nào còn tới tận bây giờ của hội nghị Genta, là chính là cái sự phân chia Bắc Nam, Nam Bắc Triều á đó mọi người. Xong, nhưng mà cái gì cũng phải kết thúc, sau 40 năm tồn tại thì nó cũng phải kết thúc. Thứ nhất là nhờ thắng lợi của cách mạng Trung Quốc, thắng lợi cách mạng Trung Quốc năm 49 là thắng lợi gì đó, đố người biết luôn á. Đó là thắng lợi nội chiến quốc cộng. Ủa sao anh? Thiếu gì ta? Trung Quốc.
bốn ở đâu Trung Quốc à? Rồi rồi à, trời, ok, đó là nè, à, rớt nữa, trong đoàn nè, trong đoàn nè nè, bốn ở đâu Trung Quốc anh nói cho mọi người biết luôn, đó là mấy Hồng Kông, Đài Loan, Hồng Kông, Đài Loan gì nữa tao quên rồi. Ê, anh nói em quên rồi, anh em nhớ có hai cái Hồng Kông, Đài Loan với gì nữa, Hồng Kông, Đài với gì ta. À Macau, ok. Hồng Kông, Đài Loan, Macau với gì nữa ta? Hồng Kông, Đài Loan, Macau với gì nữa bà? Berlin gì, Berlin gì khùng á, Berlin sao Berlin được, nỗi đau ở Trung Quốc mà là cuối cùng mũi Berlin hả? Berlin, Berlin nó Đức mà ta, không à, thôi chung là cứ tưởng cứ chung là qua đặc sắc nhất nổi bật nhất là Triều Tiên nha mọi người, tới tận bây giờ vẫn còn đó là Nam Nam Hàn Bắc Hàn, Bắc Triều Tiên là cái nổi bật nhất. Ừ, ai biết được nó có được cặp công thi không. Sau đó Moscow cái gì vậy ông nội, cái gì vậy huy. Xong rồi tiếp theo là thắng lợi, xong rồi 40 năm sau thì nó cũng phải tan rã, xói mòn là tan rã. Xói mòn á là từ cách mạng Trung Quốc, cách mạng xói mòn là từ cách mạng Trung Quốc đã. Cách mạng Trung Quốc là biết cách mạng giữa gì không? Là nội chiến á, nội chiến quốc cộng á, quốc là quốc dân đảng, cộng là cộng sản đảng á, là 46, 49 á. Mọi người nhớ nha, làm xói mòn cái 46, 49, làm xói mòn cái hội nghị cái trật tự yên hai cực này đó, rồi sự lớn mạnh của các nước khối EAC nè, sự ra đời của khối EAC, xong rồi Nhật Bản phát triển, Nhật Bản phát triển, rồi phong trào giải phóng dân tộc là ba phong trào giải phóng dân tộc là của Mỹ ở Mỹ châu Phi, Phi Mỹ Latin châu Á, Á Phi Mỹ Latin á đó. Đó thấy chưa, bốn cái này đã làm xói mòn nó. Sau đó là tới xong rồi, nhưng mà ảnh hưởng mà ghê gớm nhất á là năm bốn mươi mấy, là 73 năng lượng Mỹ, lộn năng lượng thế giới, khủng khủng hoảng năng lượng thế giới đã làm điêu đứng toàn thế giới đúng không, nhưng mà làm suy là tan suy sụp luôn, tan rã luôn, biến mất luôn Liên Xô, biến mất luôn khối đồng Âu luôn đó. Thế hai cực bị phá vỡ, tan phá, thế hai cực phá phá vỡ, nhưng mà sức mạnh kinh tế chính trị quân sự của Mỹ cũng bị suy giảm, nhưng mà hai cực bị phá vỡ dẫn tới đa cực. Tới đa cực, đa cực là rất là nhiều cực, như là rất là nhiều cực đó mọi người, rất là nhiều cực. Ừ tao đăng lên link PDF á, tại vì tao tức là tao giảng trước rồi đăng sau, hay là đăng trước rồi giảng thôi ta, sao không được. Rồi ta rồi sự vươn lên của các nước như là Nhật Bản nè, Tây Tây Âu nè, là cái mối lo ngại cho các nước thắng trận. Nói chung á là sau 40 năm hình thành phát triển thì trật tự hai cực yên ta cũng bị tan rã, bị xói mòn và tan rã, và sụp hoàn toàn sụp đổ sau đổ vỡ của khối Đông Âu và Liên Xô, và hình thành trật dẫn tới trật tự thế giới đa cực được hình thành. Xong rồi, tôi giảng mệt quá, tôi giảng có một bài giảng tuổi mà tôi giảng 10 tiếng đồng hồ. Mọi người, tôi sẽ gửi file PDF cho mọi người sau nha, yên tâm, không sao đâu. Huy ơi. Huy ơi, bữa sau mà giảng nốt phần Liên Hợp Quốc nha, Huy tâm mệt quá. Bữa sau cậu giảng nốt giúp tớ phần Liên Hợp Quốc nha. Tại vì nó tao tao bị bệnh nó dông nó dài, tao chắc tao sửa lại cái tính đó đi rồi tao giảng tiếp.
bữa nay tao dọn soạn thử giảng là một lần thử mẫu của tao giảng tiếp. Mọi người có thấy tao nói hơi chán không? Ý là tao giảng bài chán không? Mọi người có thấy tao giảng bài hơi chán không? Mọi người cứ góp ý hay sau buổi học hôm nay, sau buổi giảng bài hôm nay có bị kiểu chán, nói gì nhiều hết trời ơi. Có bị chán gì không? Nếu mà mọi người ý là mọi người có ý ví dụ như tại vì tớ cũng tớ thiệt luôn á, kiểu tớ chả biết sao nữa, tớ tớ không có tâm thế là dạy cho các cậu học. Đừng có thề để em tập được từ từ được mà. Ý là tớ không có phải là dạng giảng bài cho các cậu học mà tớ muốn học chung với các cậu. Nghĩa là tớ muốn các cậu trong lúc học bài với tớ thì các cậu có một người học chung với tớ. Nói sao ta? Má tức ghê luôn á, tớ ngu ghê luôn á. Nói chung á là thay vì giống như giáo viên dạy trên lớp một lùi chữ kiến thức thì ta muốn qua cái cuộc nói chuyện này, đây là một cuộc nói chuyện chứ không phải là một cuộc giảng bài, thì các cậu sẽ hiểu hơn về cái này có cái gì, có cái gì có cái gì trong trọng, chứ không hẳn là đây là một cuộc nói chuyện lịch sử về về trật tự thế giới hay cuộc yên ta, chứ không phải là giảng bài. Nên là tớ mong các cậu hiểu đúng cái tinh thần đó mà ta đem tới. Còn nếu mà các cậu muốn có muốn tớ giảng lại như này hay là muốn tớ đừng có lan man nữa, chú trọng phần nào thì cũng được luôn, tớ sẽ chú trọng đến các cậu luôn. Nhưng là các cậu cứ góp ý cho tớ đi ha, các cậu cứ nói ý cho tớ đi, rồi như là hứa tớ sẽ xem, tớ sẽ uống một ca nước, không tớ sẽ hát cậu nghe một bài, tớ cậu đi ngủ chứ các cậu cũng ngon cao. Tớ sẽ uống một ly nước, tớ sẽ hát cậu nghe một bài nha, có cậu 19 bài luôn á, tớ rất là yêu các bạn. Alo, xong rồi nè. Ok. Ta nói chung là có góp ý gì cứ nói thẳng cho tớ biết, hoặc là nếu mà ngài nói thẳng thì hãy nhắn tin cho tớ luôn. Nhưng đừng chửi tớ, tại vì tớ chửi lại á, tớ thiệt luôn á, tớ chửi lại á. Rồi ok, tớ sẽ hát cho mọi người một bài, mọi người có yêu cầu gì đặc biệt không? Con Trang có yêu cầu gì đặc biệt không? Mày đã nghe tao hát rồi Trang ơi. Ây u. Tôi sẽ hát cho cậu nghe một bài nhớ. Hãy comment comment hay comment comment hay là gì ta? Mình tập tiếng Anh cũng không có tốt lắm. Hi hi. Ok, tôi sẽ ghi là quá mệt ghê. À rồi, tôi hát bài này nha, bài cuối trái dừa. Tôi rất là hip hop hơn. Ok, bye bye Huy. Mọi người, tôi sẽ một bài nghe cuối cùng, coi như là một buổi học kết thúc với sự xàm xí của tớ. Comment. À, nó cục cốt. Ok. Ok, tớ sẽ hát bài là cô gái trái dừa của chú Sáu với Lena. Anh nhìn thấy em xuyên qua là tấm gương của anh trà sữa, em nhìn thấy anh xuyên qua là tấm gương từ trong màn mưa, anh lấm anh ấm úng anh lúng túng anh đứng ở trước em, hai má em lúng phúng em nhúng nhúng chiếc váy và bánh kem mà răng thưa răng sâu răng súng ăn trưa ăn cơm hay ăn bún. Ở đây cho em một trái dừa hồng thôi em đi về luôn. Cô gái trái dừa, em có muốn một chỗ dừa là bờ vai anh không? Hỡi người, em có ai trong lòng chưa? Cô gái trái dừa, anh lo lo anh ngó ngó em bước trên phố phường, làm quen thì khó khó
kia đó đó. Gọi em là Tô Phương. Không biết em thích Umakiato. No 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 no. Order cho em một trái dừa không thôi em đi về luôn nha. Cô gái trái dừa. Em có muốn một chỗ dừa là bờ vai anh không? Hỡi người. Em có ai trong lòng chưa? Cô gái trái dừa. Mọi người mọi người có muốn một bài hát nào đó không? Tự nhiên tôi có thấy muốn hát một thêm một bài nữa. Trời thiệt đúng á, tôi phải kiểu thỏa mãn cái ước mơ của tớ mới được. Cứ bây giờ tớ livestream bình thường với bạn trên Instagram chỉ có 3 người coi thôi. Hôm nay tớ livestream được tận 150 người coi, tớ rất là hạnh phúc luôn á. Dù bây giờ chỉ cần 30 người coi nhưng tớ vẫn rất là hạnh phúc. Ok, cảm ơn Đỗ Thường Vi nha. Trời, dễ thương quá à. Ừ, tớ nghĩ là tớ cũng nên vào trọng tâm nhiều hơn á. Tại vì thực sự á, tớ cảm lịch sử nó đều là thời gian á, nó là lịch và sử. Lịch là cái lịch của mình đó các cậu, là cái chuỗi thời gian á. Còn sử là những cái sự kiện, là cái sự kiện theo cái thời gian. Nên là mọi thứ á, kiểu như nó đều có những cái sự liên quan với nhau. Mà lúc mà tớ càng nói nó càng nhiều, càng nói càng nhiều. Thiệt luôn, tớ cũng không, tại vì tớ thật sự muốn muốn cho các cậu biết hết những cái thứ mà tớ biết. Có thể nó không nhiều nhưng mà biết đâu nó sẽ giúp đỡ các cậu thì sao. Nên là tớ sẽ cố gắng tiết chế lại. Ok, cảm ơn Đỗ Tường Vi nhiều. Rồi cậu theo dõi tới bây giờ tớ cảm thấy rất là dễ thương luôn á. Oh my god, mấy cậu dễ thương quá. Oh my god, I'm crying. Rồi tạm biệt các cậu. Bye bye. Chúc các cậu ngủ ngon. À ok, đoàn quân Việt Nam đi chung làm cứu quốc, bước chân dồn vang đi từng gặp đường xa. Cờ in mau chiến thắng vang hùng nước, thung người xa trên khúc quân hành ca. Đường vinh quang xây xác quân thù, thang gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiếng mau ra xe trụ tiếng lên. Cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Chúc các cậu ngủ ngon. Good night guys.